Chào mừng anh em đến với Lab News. Samsung Galaxy A3 đã lộ diện những hình ảnh đầu tiên. Nó được tiết lộ dưới dạng bản vẽ CAD chính thức và cho thấy thiết kế về cơ bản sẽ không thay đổi nhiều so với S2 Ultra, ngoài trừ cạnh bên sẽ phẳng hơn. Tuy nhiên, có một thay đổi khác trong thiết kế mà không ai để ý đến nằm ở cụm camera của S2 Ultra. Và bọn mình có một hình ảnh thực tế cho các bạn hình dung chính xác những gì mà bạn đang nói. Và nó đây. Hình ảnh được iOverser chia sẻ trên Weibo và thoạt nhìn, các bạn sẽ hỏi rằng nó không giống thiết kế camera của S2 Ultra chỗ nào. Nhưng thực tế có một thay đổi nhỏ và để mình chỉ cho các bạn. Ta thấy ống kính camera của S2 Ultra hoàn toàn phẳng, có một vòng ngoài và một thấu kính phẳng. Nhưng mà ống kính của S2 Ultra lại giống thiết kế mặt Quad 5 Pro với cạnh viền xung quanh cao hơn mặt kính. Dù đây chỉ là chi tiết nhỏ nhưng sẽ thay đổi tổng thể giao diện của cụm camera. Không chỉ vậy, họ còn chia sẻ bức ảnh đầu tiên chụp bởi Galaxy S2 Ultra và nó cho thấy camera 200 megapixel không phải chỉ là con số để quảng cáo. Như bạn có thể thấy, họ so sánh nó với một bức ảnh chụp bởi camera 108 megapixel của S2 Ultra và sự khác biệt ở đây là chụp ngày và chụp đêm. Đây là những ảnh được cắt trong điều kiện ánh sáng không quá tốt và S2 Ultra cho chi tiết rõ ràng hơn rất nhiều, giống hệt với những điều mà họ từng nói trên Twitter gần đây. Vào thời điểm đó, họ đã có một bài chia sẻ về camera của S2 3. Họ nói rằng mặc dù thông số camera zoom 3x và 10x vẫn giữ nguyên, nhưng S2 Ultra có khả năng chụp ảnh thu phóng tốt hơn rất nhiều nhờ khả năng tái tạo màu tốt hơn và cải tiến trong AI. Và nhờ vào công nghệ camera ISP mới của Snapdragon 8 Gen 2, những cải tiến chính này của Samsung là trong phần hậu kỳ phần mềm trên camera. Nhân tiện, gần đây mình cũng đề cập camera 200 megapixel của S2 Ultra sẽ không có chế độ 50 megapixel. Hóa ra đó không phải là sự thật. Nó hỗ trợ nhưng Samsung vẫn chưa kích hoạt nó, nhưng vẫn sẽ kịp thời cho đến lúc điện thoại ra mắt. Và cuối cùng là chế độ chụp đêm. Bọn mình đã tìm hiểu được rằng khả năng chụp đêm của S2 Ultra là được cải thiện rất nhiều đến mức người ta nói ra cải tiến lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Hôm nay họ có chia sẻ chi tiết hơn. Họ nói rằng trong một môi trường gần như không có ánh sáng, chế độ chụp đêm 5 giây của S2 Ultra chụp ảnh đẹp hơn so với chế độ chụp 6 giây của S2 Ultra. Không chỉ ánh sáng tốt hơn mà chất lượng hình ảnh đã được cải thiện rất nhiều. Và đó là thông tin tuyệt vời. Ngoài ra có một thông tin dành cho người dùng Galaxy S22. Mặc dù được trang bị những tính năng mới nhất cho camera, nhưng S22 lại thiếu chế độ chụp ảnh thiên văn để chụp rõ nét bầu trời đêm là chế độ Google giới thiệu vào năm 2019. Nhưng điều đó cuối cùng đã được thay đổi. Samsung đang phát hành cập nhật phần mềm để cập nhật tính năng này. Nhưng lưu ý rằng bạn cần tải ứng dụng riêng đó trực tiếp từ Samsung để sử dụng chế độ chụp ảnh thiên văn vì nó không được tích hợp trong ứng dụng camera mặc định. Và đó là kết thúc điểm tin. Anh em nhớ like và sub kênh để cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất.